thành đoàn công an thành phố, phòng giáo dục và đào tạo thành phố, phòng lao động thương binh xã hội thành phố, trung tâm văn hóa thể thao truyền thông thành phố về tổ chức lễ hội trăng rằm năm 2023. Ban thường vụ thành đoàn tổ chức hội thi dân vũ Flatmob vũ điệu tuổi trẻ khối các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học năm 2023. Đến dự với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, thay mặt ban tổ chức tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Hiện, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Bắc Ninh. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đặng Công Phúc, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội thành phố Bắc Ninh. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Phó trưởng ban dân vận Thành ủy Bắc Ninh. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí trong ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi, các đồng chí chuyên viên tỉnh đoàn, các phòng ban ngành của thành phố, các đồng chí phóng viên báo đài đến dự và đưa tin chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng sự có mặt đông đủ của thành viên 8 đội thi là các bạn đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên đang học tập, sinh hoạt đoàn tại các cơ sở đoàn khối trường học trực thuộc thành phố Bắc Ninh. Một lần nữa, đề nghị chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn chúc hội thi dân vũ Flatmob vũ điệu tuổi trẻ thành công rực rỡ. Thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các bạn đoàn viên thanh niên, các bạn học sinh sinh viên thân mến. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đặng Công Phúc, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội thành phố, Trưởng ban tổ chức hội thi dân vũ Flatmob lên phát biểu khai mạc. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Viên ban thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố. Kính thưa đồng chí Nguyễn Đức Hiện, ủy viên ban thường vụ thành ủy, trưởng ban tuyên giáo thành ủy, giám đốc trung tâm chính trị thành phố. Thưa các bạn đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên yêu quý. Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2023-2024 và kế hoạch tổ chức lễ hội trăng rằm do thành đoàn chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện. Ban thường vụ thành đoàn tổ chức hội thi dân vũ Flatmob vũ điệu tuổi trẻ dành cho học sinh, sinh viên khối các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông trực thuộc thành đoàn. Lời đầu tiên, thay mặt ban tổ chức hội thi, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và gửi tới quý vị đại biểu, khách quý, toàn thể các đội thi cùng quý khán giả đến tham gia cổ vũ, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa các vị đại biểu, các bạn học sinh, sinh viên thân mến, dân vũ Flatmob là hoạt động vui chơi, giải trí mang tính cộng đồng, kết nối con người với con người, đã và đang trở thành hoạt động văn hóa được thanh thiếu nhi yêu thích tham gia. Bắt kịp xu hướng của thời đại, ban thường vụ thành đoàn phát động và tổ chức hội thi dân vũ Flatmob. Theo đó, tham gia hội thi dân vũ Flatmob năm nay có 8 đội thi đến từ 8 trường đại học, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Với chủ đề vũ điệu tuổi trẻ, trong thời gian 7 phút, các đội sẽ lần lượt trải qua phần thi của mình theo thứ tự đã bốc thăm và thể hiện một bài nhảy dân vũ Flatmob trên nền nhạc Việt Nam hoặc của nhạc của nước ngoài được đăng tải, phát hành chính thống trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ban tổ chức hy vọng hội thi sẽ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và là cơ hội tốt để học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn thành phố được giao lưu, học hỏi lẫn nhau, giúp các em giải tỏa áp lực sau những giờ học căng thẳng. Với tinh thần và ý nghĩa đó, thay mặt ban tổ chức hội thi, tôi xin tuyên bố
khai mạc hội thi dân vũ Flatmode vũ điệu tuổi trẻ năm 2023. Ban tổ chức mong ban giám khảo sẽ làm việc hết sức công bằng, khách quan, mong các bạn học sinh, sinh viên nỗ lực hết mình để đội thi đạt kết quả cao. Ban tổ chức cũng chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đã về dự và động viên hội thi. Chúc hội thi của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Đặng Công Phúc. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đại diện các đội thi lên sân khấu nhận cờ lưu niệm của ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh, trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên, trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, trường Trung học phổ thông Hàm Long, trường Trung học phổ thông Lý Nhân Tông, trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, trường Đại học Kinh Bắc. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Đức Hiện, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy. Xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Thành đoàn. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thu Thủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Xin trân trọng kính mời đồng chí Đặng Công Phúc, Phó Bí thư Thành đoàn sẽ lên trao cờ đại diện cho các đội thi. Là lúc có chúng tôi sẵn sàng lên đường dựng xây tổ quốc. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo. Tới dự hội thi ngày hôm nay của chúng ta, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Dương Kim Trang, Phó trưởng Công an thành phố Bắc Ninh. Và trước khi theo dõi các nội dung thi của chương trình, chúng ta không thể không nhắc tới thành phần cầm cân nảy mực hết sức quan trọng của mỗi cuộc thi. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí trong ban giám khảo hội thi dân vũ Flatmode vũ điệu tuổi trẻ. Trân trọng giới thiệu dancer Tuấn Ngô, giám đốc trung tâm học nhảy Bắc Ninh, chủ nhiệm FMC Club, thành viên nhóm nhảy Milky Way Victor, trưởng ban giám khảo hội thi. Trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Văn Sơn, Sơn Black, một trong những dancer đầu tiên của Bắc Ninh, thành viên ban giám khảo. Trân trọng giới thiệu đồng chí Đỗ Thị Oanh, chuyên viên ban tổ chức kiểm tra tỉnh đoàn Bắc Ninh.
và thư ký hội nghị xin trân trọng giới thiệu chị Phạm Thị Hạnh, ủy viên hội đồng đội thành phố, tổng phụ trách đội trường trung học cơ sở Kim Trân. Và ngay bây giờ, không để mọi người phải đợi thêm nữa, chúng ta hãy đến với phần chính của chương trình ngày hôm nay, có được không ạ? À? Các bạn cổ động viên của chúng ta đâu ạ? À? Vâng, xin cảm ơn các bạn. Trước khi bắt đầu phần trình diễn đầu tiên, tôi xin được bật mí. Ban tổ chức liên hoan vũ điệu tuổi trẻ của chúng tôi năm nay có một điểm rất mới. Đó là có thêm phần giải đặc biệt cho cổ động viên của trường nào cổ vũ sung nhất, hô to nhất. Ba điểm của đội cổ vũ sẽ tính trực tiếp vào điểm của đội các đội thi. Vì vậy các bạn cổ động viên, hôm nay các bạn hãy vận hết công lực của mình và cổ vũ đi ạ. Tôi xin giới thiệu tiết mục đầu tiên mở màn của hội thi chúng ta ngày hôm nay. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chào đón những vũ công xuất sắc của Trung học phổ thông Hoàn Thiện. Các bạn thí sinh Trung học phổ thông Hoàn Thiện hãy đem đến cho chúng ta tiết mục vũ điệu trong tầm. Xin mời các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.